Em gái tỷ phú của Cẩm Ly hiếm hoi xuất hiện ở Việt Nam, nhan sắc thế nào sau tin đồn giao kéo? Mới đây Hà Phương đã trở về Việt Nam dự lễ cúng tổ cùng anh chị em đồng nghiệp. Em gái ca sĩ Cẩm Ly không ngần ngại ngồi máy bay một ngày để trở về quê hương. Trong ảnh, Hà Phương khoe nhan sắc rạng rỡ, đập tan nghi vấn can thiệp thẩm mỹ trước đó. Hà Phương diện đầm cổ điển hóa quý cô thập niên 90, sang chảnh thu hút mọi ánh nhìn. Hà Phương chia sẻ trong lần quay trở lại Việt Nam lần này. Với Hà Phương, ngày giỗ tổ là ngày rất thiêng liêng của người làm nghệ thuật, đồng thời là dịp mọi người tụ họp trong suốt thời gian làm nghề và dành cho nhau những lời khuyên, góp ý quý báu. Hà Phương tin rằng sau mỗi lần tụ họp như vậy, mọi người đều có những định hướng phát triển sự nghiệp riêng để mà năm sau, đúng dịp giỗ tổ thì lại được gặp nhau trò chuyện, hỏi thăm và gửi những lời chúc cho nhau đầy tốt đẹp. Bên cạnh việc quay lại Việt Nam, được gặp gỡ các anh chị em nghệ sĩ trong ngày giỗ tổ, nữ ca sĩ cũng sẽ ở lại quê nhà một thời gian để lên các kế hoạch nghệ thuật của mình tại đây cùng với hai nghệ sĩ Trần Sang và Thái Sang. Hà Phương cho biết đầu tháng 9, cô mới cùng Thái Sang du lịch châu Âu, thăm nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng ở Anh. Hai nghệ sĩ thân thiết từ thập niên 1990. Hiện Hà Phương sống ở Mỹ, còn Thái Sang định cư ở Pháp, nhưng họ vẫn thỉnh thoảng gặp gỡ, tụ họp ở Việt Nam. Hà Phương tiết lộ sắp tới cô có kế hoạch thực hiện nhiều sản phẩm nghệ thuật cùng hai người bạn tri kỷ này. Nữ ca sĩ chia sẻ thêm. Ngoài ra, Hà Phương còn tiết lộ cô đang hợp tác với đạo diễn, biên kịch Minh Ngọc, thực hiện game show My Choice, sự lựa chọn của tôi. Sau khi cúng tổ, Hà Phương cùng các đồng nghiệp dự buổi tiệc ấm cúng, ôn kỷ niệm trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.